thì chúng ta đọc rõ ra là o mà o o thành ra hai nốt nha, thông thả ra đó. Rồi kết thúc bằng cái âm r đó, thì như chúng ta biết rồi đó, trong tiếng Mỹ âm r nếu mà không phải ở đầu chữ đó, nếu mà nó giữa hoặc cuối chữ thì người Mỹ đọc thêm có chữ cái chữ ờ ờ nhẹ nhẹ. Thì đây hỏi các bạn là bầu trời của chúng ta đó, tại sao nó màu xanh lơ? Hi, how's it going? I'm fine today, thank you. So, we're going to continue on the common words in the household today. We study today, we learn only four words. Chào các bạn, hôm nay các bạn khỏe không? Hôm nay đó thì Hải Âu cũng tốt. Chúng ta lại tiếp tục học tiếp cái chuỗi những cái từ thông thường ở trong nhà nha. Hôm nay thì chúng ta chỉ học 4 từ thôi. Tại vì buổi trước chúng ta học một chữ là cái từ số 21 là cái phòng, thì nó có nhiều ví dụ quá đi đó. Hôm nay thì chúng ta học từ số 22 cho đến số 25 nha, là chỉ có 4 từ thôi. Rồi chúng ta bắt đầu nha. Từ số 22 đó là sàn nhà, floor, floor, F-L-O-O-R. Chúng ta nhìn vô ký tự phiên âm của nó là nó là cái chữ O đó, nó là O dài, nó có hai chấm, là long O đó. Thì chúng ta đọc rõ ràng là O mà O, O thành ra hai nốt nha, thông thả ra đó. Rồi kết thúc bằng cái âm R đó, thì như chúng ta biết rồi đó, trong tiếng Mỹ âm R nếu mà không phải ở đầu chữ đó, nếu mà nó giữa hoặc cuối chữ thì người Mỹ đọc thêm có chữ cái chữ ờ ờ nhẹ nhẹ nha, ờ ờ. Thành ra trong trường hợp này nó có chữ floor thêm chữ ờ nhẹ nhẹ thôi, floor, floor đó. Đọc là floor. Rồi số nhiều của nó là thêm chữ s vô và phát âm là chữ z, floors. Ví dụ I sleep on the floor, I sleep on the floor, là tôi ngủ trên sàn nhà. Rồi cái từ tiếp theo là từ số 23 là trần nhà, ceiling, ceiling, C-E-I-L-I-N-G. Nhìn vô phiên âm ký tự nó đó, nó có hai âm ceil và link. Là cái nó nhấn mạnh có cái chữ phẩy phẩy trước cái chữ đầu tiên đó, âm đầu tiên đó là cái âm C. Rồi cái chữ âm đầu tiên đó là chữ Y dài, nên người Mỹ đọc là chữ Y rõ ràng và nó thông thả thành hai nốt C, C, đó, C. Rồi tiếp theo là cái chữ âm link, link, cái chữ L đó, âm L đó đó. Nhớ lại là trong âm tiếng Mỹ phát âm đó, nếu mà âm L nó không phải ở đầu chữ mà nó giữa hoặc cuối chữ thì người Mỹ đọc có thêm cái chữ O nhẹ nhẹ vô nha, O, O. Thành ra trong trường hợp này cái chữ C á là nó sẽ ceiling, ceiling. Thành ra mới nghe thoáng thoáng mình tưởng là siêu, siêu, nó giống như siêu mại vậy đó, mà kỹ ra nó là seal, ceiling, ceiling. Đó. Đây là nói là tiếng Mỹ nha, chứ còn người Anh thì họ không đọc vậy, họ đọc ceiling luôn nha. Đó, chứ không có chữ O đó. Rồi, số nhiều của nó thêm chữ S vô và nó đọc là phát âm là chữ Z, ceilings. Ví dụ I hang the plant from the ceiling, là tôi treo cái cây kiểng á ở trên trần nhà. Trong cái ví dụ này đó, chúng ta để ý là from the ceiling chứ không phải là on the ceiling, ở trên trần nhà nha. Đó. Thành ra là chúng ta học những cái ví dụ này đó là nó quan trọng cho nó đó, để khi ráp vô một câu nói chúng ta xài cái giới từ nào
Đó, nhiều khi là chúng ta cứ xài lộn xộn hết đó, chứ mà không phải người bản xứ đó. Người Mỹ họ kỹ lắm. Mình Việt Nam mình thì mình nói mình treo cái cây ở trên trần nhà mình trên, thì mình dịch ra tiếng Mỹ là on the ceiling. Nhưng mà sự thì không phải vậy. Người Mỹ họ chính xác lắm. Họ nói là tôi treo cái cây đó là cái cây đó nằm ở dưới cái trần, chứ đâu phải nằm trên. Tại nó trên trần nhà nó thành ra trên nóc nhà luôn rồi. Thành ra là họ nói là, hoặc là họ nói là under the ceiling, hoặc là họ nói from the ceiling, thì được, từ cái trần nhà treo xuống đó. Bây giờ chúng ta nghỉ giải lao mấy phút nha. Phải không? Tranh thủ ra đi bắt bộ chút xíu cho nó đã gân cốt. Mình ngắm trời ngắm đất chút xíu nha. Từ đây hỏi các bạn là bầu trời của chúng ta đó, tại sao nó màu xanh lơ, tức là màu blue đó. Tại sao nó không phải là màu cam, đỏ, tím, vàng này kia, mà lại màu xanh? Các bạn nhìn trời coi. Đó, nhìn lên bầu trời thì giờ nó xanh lơ đó, quanh năm là phần lớn nó màu đó đó. Lý do là bởi vì như là cái hiện tượng vật lý nè, ánh sáng của mặt trời đã chiếu tới hành tinh chúng ta để cho nó có ban ngày, thì cái ánh sáng đó là ánh sáng trắng hỗn hợp của bảy màu xanh, đỏ, tím, vàng, cam gì đó, đại khái bảy màu đó, nó hợp lại thành ra cái màu trắng. Tia sáng đến từ mặt trời trước khi tới mắt của chúng ta đó, thì nó phải đi qua bầu khí quyển. Cái bầu khí quyển trên trái đất này đó, do cái cấu trúc phân tử của nó đó, mà nó phân tán cái ánh sáng mặt trời ra. Cái đó hiện tượng đó nó gọi là hiện tượng scattering, tức là phân tán đó. Khi mà tia sáng mặt trời chiếu đụng vô những cái phân tử không khí đó, thì nó bị phân tán ra làm nhiều hướng. Cái độ phân tán nó nhiều hay ít tùy vô, thứ nhất, cấu trúc của cái phân tử của bầu khí quyển. Thứ hai nữa là tùy thuộc vô cái frequency, tức là cái tần số đó của tia sáng đó. Bầu khí quyển của trái đất chúng ta đã phân tán cái màu xanh, cái frequency của cái màu xanh blue nhiều nhất. Bởi vậy cho nên cái tia sáng đó, màu xanh đó, nó phân tán ra trên nền trời nó nhiều nhất. Còn những tia kia nó phân tán ít hơn. Thành ra chúng ta dòm lên trên bầu trời thấy cái màu xanh blue là cái màu chủ đạo nhất. Đó. Cũng cùng cái nguyên lý này, chúng ta có thể giải thích được tại sao buổi hoàng hôn bình minh này, cái chúng ta dòm dòm là trên mặt biển hay là chân trời đó, thì chúng ta thấy cái màu của mặt trời đó, nó là một cái màu cam hay là màu đỏ gì đó, vàng sầm sầm đó. Thì lý do cũng là như vậy thôi. Có nghĩa là tia sáng từ mặt trời ra, tia sáng trắng bảy màu tới, nó bị bầu khí quyển nó phân tán ra, màu xanh thì nhiều nhất. Riêng cái màu mà đỏ hoặc vàng gì đó thì nó bị phân tán ít nhất, thành ra nó chiếu thẳng tới mắt của chúng ta nhiều nhất. Nên chúng ta thấy cái mặt trời đó nó hiện ra cái màu nó vàng hoặc đỏ gì đó trong những cái buổi mà bình minh hay hoàng hôn. Ngoài ra nữa đó, giới khoa học khi mà họ chụp hình bầu khí quyển trên những cái hành tinh khác đó, ví dụ như là sao Hỏa, thì họ thấy một cái màu nó tối tối, ảm đạm, sầm sầm, giống như là trong mấy cái phim khoa học giả tưởng đó. Cái lý do cũng vậy thôi, tia sáng vẫn là tia màu trắng đó, bảy màu, nhưng mà khi nó gặp cái cấu trúc của bầu khí quyển trên đó đó, thì nó phân tán cái độ của cái màu sầm sầm đó, cái frequency nó bị phân tán nhiều nhất, thành ra là cái bầu trời nó có cái màu đó. Thái Âu thì thấy là mình là cũng may mắn, ở trên hành tinh của chúng ta rất là đẹp đẽ nha. Điều màu nhiệm là nó có màu xanh, xanh lơ đó quanh năm. Thành ra là mỗi khi mà mình thấy mệt mỏi hay gì đó, mình đi bắt bộ dòm trời dòm đất rất là nhẹ nhõm trong lòng đó. Màu xanh lơ của trời đẹp đẽ, rồi màu xanh lá cây của cây cỏ, rồi điểm thêm nhiều màu xanh đỏ tím vàng của những bông hoa nữa. Rồi nghe tiếng chiên hót này kia, gió thổi nhẹ nhẹ. Thành ra cũng như giờ đó, Hải Âu đang đi vào đó, rồi nghe tiếng con nít gần xa đó cười giỡn với nhau, thì mình cảm thấy trong lòng mình thấy vui lắm. Rồi thôi bây giờ thôi, vui vậy đuổi rồi nha. Thôi chắc bây giờ đi trở về học tiếp nha. Cái từ tiếp theo, số 3 của ngày hôm nay, tức là từ số 24 đó, đó là cái quạt trần. Quạt trần là ceiling fan.
ceiling fan. Đánh dần lên là C-E-I-L-I-N-G F-A-N. Đó. Ceiling fan. Thì chữ ceiling là chúng ta biết từ cái trước rồi. Cái chữ fan đó, thì chúng ta nhìn vô phiên âm của nó đó là nó nửa A nửa E. Cho nên nó đặt là fan. Fan không phải là fan mà cũng không phải là fan, mà nó fan, cái nửa nửa vậy đó. Và chúng ta nhớ là người Mỹ, một lần nữa nha, là chúng ta nhớ là người Mỹ khi đọc nguyên âm là chữ fa, rồi cái chữ n đó, họ đọc rời ra thành hai nốt, thành ra họ đọc fan, thông thả ra cái chữ a đó đó, thông thả, chứ họ không đọc fan 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 cục lủng thành một cái nốt như Việt Nam mình nha. Cho nên họ là âm nó là nó thành nó hai nốt nha, fan fan đó, nó thông thả ra. Rồi số nhiều của nó là thêm cái chữ S vô sau cái chữ fan đó, là phiên âm là chữ Z, đọc là ceiling fans. Ví dụ turn on or turn off the ceiling fan, tức là bật hoặc là tắt cái quạt trần. Rồi cái từ cuối cùng của ngày hôm nay đó là từ số 25 trong cái chuỗi 100 từ vật dụng trong nhà, đó là cái quạt nói chung. Đó, cái quạt đó thì là cái fan. Fan đó, chúng ta cũng biết rồi. Đó, cái âm đó là chúng ta phân tách từ cái chữ trước rồi đó, số 24 rồi đó. Rồi cái này cũng số nhiều chúng ta biết rồi, theo chữ S vô đọc là fans. Đó, ví dụ là cái hand fan là cái quạt tay, quạt tay của chúng ta đó, đó để quạt. Hand là cái tay đó, đó. Quạt tay. Rồi desk fan tức là quạt để trên bàn đó. Rồi như vậy là hôm nay chúng ta học xong cho đến cái từ số 25 rồi nha. Hẹn gặp kỳ tiếp nha. Bye bye.